xin chào các bạn đã quay lại với kênh anh Minh audio của mình kết thúc tập trước sau khi từng trần tiêu diệt oan hồn chi khí trong não hải ma chủ hài cốt đã giải thoát cho rất nhiều ý chí cường giả nhân loại mà những cổ ý chí này vừa thoát ra ngoài thì lập tức bay đi khắp thiên ma bí cảnh để tìm người thích hợp truyền thừa không lâu sau đó ngoại vi thiên ma bí cảnh chí tôn đau để ý chí đã tìm được người truyền thừa của mình người này không ai khác chính là vương khải minh thế là một cổ khí tức kinh khủng lập tức xâm nhập vào trong cơ thể hắn Nhận thấy Vương Khải Minh là một thiên tài đao đạo, không những thế về mặt lĩnh ngộ đao ý của hắn cũng không giống bình thường, làm cho Chí Tôn đao đế rất thích. Nhưng sau khi phát hiện trong cơ thể Vương Khải Minh có ký sinh hạt giống của dị ma tộc, liền làm cho Chí Tôn đao đế biến sắc. Vì lão hiểu được Vương Khải Minh cũng đã bị dị ma tộc nhìn trúng, như vậy chỉ cần một khi hắn trở thành cửu thiên vũ đế thì ký sinh hạt giống này sẽ thức tỉnh để tiến hành đoạt giá. Thế nhưng điều này cũng không làm Chí Tôn đao đế lo lắng vì lão biết chỉ cần vương khải minh tu luyện đao pháp truyền thừa của mình đến cực hạn thì lúc đó có thể tự bản thân chặt đứt liên kết của ký sinh hạt giống được rồi sau đó chí tôn đào đế bắt đầu đã thông kinh mạch cho vương khải minh đồng thời giúp hắn loại bỏ tạp chất trong cơ thể ra ngoài mà lúc này đang ngồi xếp bằng vương khải minh chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng đáng sợ xâm nhập cơ thể mình rồi trước mắt hắn liền hiện ra vô số ánh đao ở trung tâm ánh đao này có một đạo thân ảnh mơ hồ đang không ngừng huy vũ chiến đao trong tay đồng thời trong lúc đó trên người Vương Khải Minh cũng bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ, làm cho khí thế trên người hắn không ngừng tăng lên, cuối cùng đáng sợ đau ý ở trên người hắn tạo thành một cuộc sáng phóng lên tận trời. Mãi cho đến khi khí thế trên người hắn đột phá đến thất giai vũ vương thì cột sáng đau ý kia mới dần dần tiêu tan. Đám người U Thiên Tuyết thấy biến hóa khủng khiếp trên người Vương Khải Minh thì vội vàng chạy lại xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị khí thế trên người hắn đẩy lui ra sau. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì trong đám người lại có U Thiên Tuyết, Lâm Thiên, Trương Anh, Hắc Nô nhận được truyền thừa, theo đó từ trên người họ đồng loạt phát ra bốn cột sáng khác nhau chiếu lên đến tận trời, và cũng giống như Vương Khải Minh, khi bốn người đột phá đến thất giai Vũ Vương thì cột sáng kia mới tiêu tan. Lúc này, ở trong thiên ma bí cảnh cũng có rất nhiều võ giả nhận được truyền thừa, làm cho bầu trời trong đây thi thoảng lại có vài cột sáng chiếu lên. Ở một địa phương khác, Ma Lệ trông thấy cảnh này thì không biết trong thiên ma bí cảnh đã phát sinh chuyện gì, thế là hắn liền đánh thức xích viêm ma quân dậy để hỏi cho rõ. Vừa đi ra khỏi Bình Ngọc, nhìn thấy cảnh tượng này xích viên ma quân liền nói cho ma lệ biết đó là do ý chí của cường giả nhân loại đang tiến hành truyền thừa sau đó xích viên ma quân liền lâm vào trầm ngâm vì như hắn biết thì đám ý chí của cường giả nhân loại này phải ở oan hồn tự địa mới đúng làm sao có thể chạy khắp thiên ma bí cảnh như này được đúng lúc đó cảm nhận thấy có người đến đây xích viên ma quân liền quay sang ma lệ nói với hắn là có ý chí của cường giả nhân loại nhìn trúng hắn đang đến đây để tiến hành truyền thừa dứt lời Xếp viêm ma quân lại chui luôn vào bình ngọc, không phát ra động tĩnh gì nữa. Không lâu sau đó, vô tâm lão quỷ ý chí đã xuất hiện trên đỉnh đầu ma lệ rồi. Khi nhìn thấy tên này rất hợp với mình, lão liền tiến nhập vào trong cơ thể ma lệ ngay. Nhưng khi phát hiện trong cơ thể ma lệ đang bắt đầu đồng hóa với ký sinh hạt giống, mà huyết mạch của hắn lại là huyết mạch của dị ma tộc, làm cho vô tâm lão quỷ rất tức giận. Thế là một cổ lực lượng đáng sợ bạo phát ra, với ý định muốn diệt sát ma lệ ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó, xích vi ma quân từ trong bình ngọc chui ra nhanh chóng tiến nhập vào cơ thể ma lệ dưới cổ lực lượng kinh khủng của xích vi ma quân thì đạo ý chí của vô tâm lão quỷ lập tức bị trứng cho nát bấy hóa thành một đạo tinh thuần khí tức ngay sau đó đạo tinh thuần khí tức này liền bị xích vi ma quân hấp thụ mà cổ lực lượng còn dư lại thì dung nhập vào trong cơ thể ma lệ khiến khí tức trên người hắn lần thứ hai được kéo lên sau khi đã hấp thụ xong đạo tinh thuần khí tức này thì xích vi ma quân liền bảo ma lệ nhân cơ hội thiên ma bí cảnh đang bạo động mà rời khỏi đây nếu chậm trễ thì về sau sẽ rất khó thoát. Ma lệ nghe vậy thì khẽ gật đầu, hắn thu lại bình ngọc vào trong giới chỉ, thân hình liền hóa thành một đạo lâu quan hướng lối ra của thiên ma bí cảnh lao đi. Lúc này tại oan hồn tử địa, khô lâu đà chủ toàn tâm toàn lực ngồi hấp thu năng lượng còn sót lại trong hài cốt ma chủ, làm cho thương thế trên người hắn lấy một tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục, không những thế khí tức mà hắn phát ra càng ngày càng cường đại. Ba ngày sau, khi đã hấp thu xong toàn bộ năng lượng trong hài cốt ma chủ, thì thương thế trên người khô lâu đà chủ đã khỏi hẳn, bộ xương trên người hắn cũng trở nên cứng rắn hơn rất nhiều. Lờ mờ có thể thấy được từng đạo ám kim sắc trên bộ xương của hắn, không những thế quanh thân khô lâu đà chủ còn lưu chuyển một cổ không gian lực lượng đáng sợ. Cảm nhận được lực lượng ngày xưa trở lại khiến khô lâu đà chủ kinh hỉ hẳn lên, hắn cười to mấy tiếng rồi lớn giọng nói. Tù vi của bản tọa cuối cùng cũng khôi phục lại bắt dài võ hoàn cảnh nữa rồi. Lời nói vừa dứt, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bột phát ra, trong con ngươi tràn đầy thâm túy quay lại nhìn tần trần không biết là đang nghĩ gì đúng lúc đó thành âm hắc miêu vang lên nói nếu ngươi đã khôi phục rồi còn không mau đi thôi khô lâu đà chủ nghe thế thì giật mình thanh tỉnh lại ngửa đầu nhìn lên thì hắn đã thấy hắc miêu như quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu mình rồi sau đó hắn liền thấy ánh mắt bình thản lạnh lùng của tần trần đang chăm chú nhìn mình phản phất như việc hắn đột phá võ hoàng cũng không tạo nên uy hiếp gì cả theo ánh mắt đó của tần trần nhìn đến Khô lâu đà chủ liền cảm nhận được diệt hồn ấn trong đầu mình đang chậm rãi lưu chuyển, khiến hắn mọc lên một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Trấn an lại tinh thần, khô lâu đà chủ lập tức thu lại khí tức, rồi hắn đi tới tầng trần cung kính hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Thế vậy, tầng trần cười nhẹ một cái, đưa tay ra vỗ vỗ bả vai khô lâu đà chủ. Cũng trong thời gian này, ở bên trong di tích viễn cổ, đám võ giả dạ ở đây đều có thu hoạch rất lớn, gần như tất cả mọi người đều đã đột phá đến thất giai hậu kỳ hết rồi. Mà lúc này lối ra của thiên ma bí cảnh sắp mở, nên một vài lão tổ đã dẫn theo người của Vương Triều mình rời đi trước. Hiện tại ở đây chỉ còn lại đám người lưu thái, các thanh phong, cùng với hai lão tổ là Lý Huyền Cơ và Tái Lạc Xuyên là ở lại đệ Tần Trần về thôi. Trong lòng cả đám ai ai cũng sốt ruột, không biết là Tần Trần có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Nhìn biểu tình của đám người, huyết thủ vương tiến lên trấn an nói, các vị yên tâm, với thực lực của chủ nhân nếu không thể đánh lại khô lâu đà chủ thì cũng như sức thoát thân. Nghe huyết thủ vương nói thế thì tâm tình của đám người mới thoải mái đôi chút, không còn lo lắng nữa. Thời gian dần trôi, mãi cho đến một lúc sau, có một đạo vệt sáng cấp tốc từ bên ngoài lao vào trong di tích viễn cổ. Tiếp theo đó thì thân ảnh Tần Trần đã xuất hiện trước mặt mọi người rồi. Vừa nhìn thấy Tần Trần, huyết thủ vương liền tiến lên phía trước cười lấy lòng nói, Chủ nhân, ngài đã trở về rồi, trong mấy ngày này thuộc hạ lúc nào cũng lo lắng cho ngài. Nghe mấy lời này, Tần Trần cũng đoán được đây cũng không phải lời nói thật lòng của huyết thủ vương. Thế nhưng hắn cũng chả thèm để ý mà vẫn cười nói. Khó trách ngươi lại vui mừng như vậy, hóa ra là đã đột phá đến thất giai hậu kỳ rồi. Nếu ta đoán không lầm thì chắc ngươi cũng nhận được ý chí truyền thừa đúng không? Đám người đứng bên ngoài nghe Tần Trần nói vậy thì nha nhau lên tiếng hỏi. Xem Tần Trần có biết nguyên nhân xảy ra dị tượng trong thiên ma bí cảnh là gì không? Nghe đám người hỏi thế, Tần Trần mới giảng lược kể lại. Những phát sinh đó là do võ giả trong thiên ma bí cảnh này nhận được ý chí truyền thừa. Mà những cổ ý chí này chính là ý chí của cường giả nhân loại chết trận trong cuộc đại chiến với dị ma tộc bị giam giữ tại một địa phương mà hắn lại vô tình giải thoát cho bọn họ. Nghe mấy lời này của Tần Trần, làm đám người triệt để kinh ngạc, bọn họ không thể ngờ được nguyên nhân giúp mình tăng lên thực lực là do Tần Trần ban cho. Trấn An lại tâm tình, Lý Huyền Cơ liền hướng Tần Trần hỏi về chuyện của Khô Lâu Đà Chủ, xem Tần Trần có đuổi kịp hắn không. Nghe Lý Huyền Cơ hỏi thế, cả đám người liền hướng mắt về Tần Trần để xem kết quả như thế nào. Thấy biểu tình đó của đám người, Tần Trần chỉ cười nói, sự tình của khô lâu đà chủ đã được giải quyết, sau này hắn sẽ không tạo ra bất kỳ nguy hại gì cho bách triều chi địa nữa. Nghe câu trả lời này của Tần Trần, Lý Huyền Cơ cũng không hiểu đến cuối cùng khô lâu đà chủ đã chết hay chưa, nên hắn lại lên tiếng hỏi tiếp. Tần Thiếu Hiệp, chắc hẳn là người đã đem khô lâu đà chủ triệt để chán giết. Đối với lần này, Tần Trần cũng không muốn giải thích gì thêm, hắn chỉ đơn giản nói. Khô lâu đà chủ chết hay sống các vị không cần lo lắng, các vị chỉ cần biết từ nay về sau khô lâu đà chủ không gây ra bất kỳ nguy hại gì cho bách triều chi địa là được rồi nội dung của tập này đến đây là kết thúc rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong nội dung tập sau nhé